tấn công á. Ủa mình áo bự ra thiệt chứ. Con này bự nè. Tiếp thiệt chứ, có gà. Trời ơi, kìa. Nó đi ngang biểu diễn á. Thì những người mẫu đi hình vong vừa đẹp. Đi một vòng đi nha. Đi một vòng. Like catwalk. Catwalk. Sao nó không đi? Nó đang giận mình á. Ừ. Cái móng của nó nè. Dài. Dài nó móng nó nhắc. Lạc đà nè. Ấy có gì mà bự vậy? Chào mọi người đã lướt qua kênh Lan Trà cùng nhau cô Ki. Hôm nay là nhà cô Ki cho mấy bạn nhỏ này đi thăm các bạn thú ở trong thảo cầm viên. Lâu quá rồi không có quay trở lại, một năm rồi, đúng một năm. Hơn một năm chứ. Rồi nào mọi người cùng theo chân Lan Trà cùng nhau cô Ki thăm mấy bạn thú nhỏ trong thảo cầm viên nha. Let's go. Thùng rác nè, trước mặt con luôn. Kìa. Vui lắm. Rồi vô. Hai đứa nhỏ ơi, lấy hai cái nón đội vô cho mẹ. Rùa rất lớn. Ủa, này kia rùa hả? Rùa. Rùa phải. Rùa biết nó dạng dưới bị ấy mà, bị phóng xạ nó chơi ấy mà. Cái gì ấy? Này, này để lợn chùa, con bồ nông á con. Rùa Bình Dương nè mẹ, rùa Bình Dương. Cái này là con buồn. Tình trạng rất nguy cấp. Rùa Bình Dương ý là nó nói là rùa lạ, độc lạ. Có gì bọn nè mà. Đi nó đang bò kìa. Nằm bất động kìa. Con kia nó bò. Đang ngủ quá, nó ngủ mày. Nó đang nằm im luôn à. Đây là mẹ của mấy con Huyền Nhâm á. Đây là mẹ của mấy con Huyền Nhâm. Ôm chụp hình đó. Có con đang ngồi trên cây. Bên này là gì? Là gì á? Cái gì vậy cha? Đáy cá. Ta ăn cá. Ta đáy cá. Ăn gì? Ăn gì vậy? Con là đáy cá hay gì vậy? Nó đang đi kia ăn đó. Nó ăn ốc, ăn cua dưới đó đó. Ốc cua dưới đó. Thấy rồi. Hả? À, nãy giờ quay rồi mà. Hay vậy nè. Mày ơi. Mày, con này con gì? Con bắt kè. Con bắt kè. Con đi ngắm rồi chứ cho con chụp hình nè. Ủa, nó đang bò kia, cái bụng nó bự. Cái bụng nó nữa. Cắt kè. Cắt kè. Sao nó không đi? Nó đang giận giận á. Cái móng của nó nè. Dài. Dài nó móng nó nhặt sắc nhỏ. Nó móng nó dài. Dài. Đang tìm người chơi á. Cái kia. Bé bì. Nó rồi cái gì. Rồi mình ra con kia, mình ra con kia. Con kia cũng vậy chị á. Ôi con này nó màu khác nè. Màu cam đất. Cam đất. Ờ, bọn này là màu cam đất. Trời nhỏ. Nó đang đi kìa. Đây, em đi nhé. Đây, chị mày. Nó đang nhìn chị hai á, nó đang. Đây nữa, nhiều ghê. Chị hai ở trên đây, nó đậu hai nữa nè. Ồ, để gì hai. Ôi, vậy thôi.
đẹp quá. Ồ, con này bự nè. Đuôi dài. Ê, cái móng nó nè mày. Ê, có con mèo nè mày. Đi đâu vậy? Ê, con này có con rùa. Đâu? Dạ, rùa rùa quý. Ờ, ai không thấy rồi, trời ơi, trời quá lớn kìa. Con rùa đâu? Trời, đúng rồi. Ờ, bự dữ người ta. Ủa rùa thiệt hả? Rùa thiệt. Thiệt mà. Rùa giả. Đó đó. Nhìn cái cổ nó. Trời ơi. Ơ đó đó đó, nó đang nó đang quẹo đầu kìa. Quá. Ơi con rùa. Cái, ở trên kia, trên cái miệng con rùa nhìn lên trên cái cành cây đang có một con tắc kè nữa kìa, nhỏ nhỏ kìa. Thấy không? Nó đang ăn lá kìa. Tôi ra thấy không? Tôi ra thấy không? Cái con rùa là con thiệt hay là con giả vậy nè? Thiệt á, qua đây coi. Nè. Đó thấy không? Con rùa thiệt, con thấy cái đầu nó đang hút lắc không? Đó, đó nó quay kìa. Đó. Ừ. Rồi thôi đi con khác nè, nắng quá nắng. Ấy. Rùa thần khủng không? Đâu? To dưới trời. Tôi đang quen cái cô. Con bò tót nó lớn rồi. Sợ quá ba. Bự quá. Tôi sợ nhưng mà mấy con. Chị ba sợ quá hả? Chị ba sợ quá hả? Chị Nguyên có sợ không? Giúp chị ba rồi trốn rồi. Chị ba sợ con sợ không? Không, bự là con sợ nhất đó ba. Rồi tăng ngâm á anh. Tăng ngâm phật môn á. Người ta ngâm cái thuốc gì á. Nó là thiệt đúng không ta? Thiệt. Đẹp không? Cỡ này không giặt rồi thì được, nó bự hơn người mà. Hả? Nó quặp một cái một. Trời ơi, cái gì em đi chơi. Cái nhau con gì á? Hai con gì á? Xà mã kìa. Cái này cố tình làm tính chất vậy hả? Chó đột biến hai đầu. Chó đột biến này. Ba. Ba. Ở dưới xem cái này nè. Ủa, đi phan rồi hả? Ba, cho mấy xem nè. Ở trong đây nè. Ở trong đây nhiều lắm.
con này thiệt mà. Con này nó cái da lục da nó chùm vô. Cá sấu gì bự vậy ba? Ai bẻ răng nó rồi trời. Nét rồi chứ. Ha. Có răng tao không bẻ nó kìa. Ở đây có lưỡi nè mọi người. Ở đây có lưỡi nè. Đây có răng mà bẻ luôn nè. Hai con răng hết á. Ôi, có gì đây? Xong rồi. Cái gì con ơi? Đúng, đúng, đây là con tê tê. Cái bảy con tê tê nó vậy luôn đó con. Đây là cái miệng của nó nè, mắt của nó nè, nhìn thấy chưa? Mắt dễ thương á. Miệng nè, rồi đây móng của nó nè. Thấy chưa, cái móng vuốt của nó chưa? Rồi xuống đây. Nó bằng sừng, ở bên ngoài nó là một cái lớp sừng. Không? Lớp vảy. Ờ, cái vảy của nó là một cái lớp vảy sừng cứng lắm. Thấy không? Thôi đừng đụng vô hiện vật. Xem thôi. Con này con hươu nè. Con nai nè kia. Nè. Ở nhà ba đã cởi con nai á. Bạn này là bạn ngựa hoang. Gỗ nè mẹ. Dễ đây. Móng chó. Gỗ tên móng chó nè. Gỗ tên móng chó. Nè mấy cái tiêu bản thực vật nè cô ca. Những cái tiêu bản thực vật này là những cái cây, cái hành lá người ta ép vô, người ta ép, người ta phơi khô, người ta xử lý, bảo tồn xong người ta mang đây nè. À, bỏ mấy gói thuốc ẩm vô cho nó đừng có bị ẩm. À kìa, ở trong cái ống tre nó có cái con gì kìa, thấy không? Đâu, con gì vậy ta? Đâu đó, ở trong cái ống tre nè. Thẳng vô, nhìn thẳng cái máy camera của mình vô nè. Chưa có thấy chắc. Mẹ cũng không biết con gì nữa. Chưa có thấy chắc. Không thấy để tên, để bảng gì hết trơn. Cái gì, sao người ta nghe không con gì mà con không thấy. Nhưng con gì mà không có chữ gì nên mình không biết. Nè, nó đang bò ra, tắc kè. Kìa, đi kìa. Nè, cầm để như vậy nè, mẹ ẩm đi. Nè, ở dưới kìa. Kìa, ở dưới kìa. Con gì vậy ta? Nhưng mà cái đuôi nó kỳ lắm, cái mình nó kỳ kỳ mà cái đuôi thì nó khác. Con gì vậy ta? Thấy không? Này có thể là một con gì đó đang lai giống. Sao cái con này nó bự bự? Ê, con gì mà cái mình nó khác mà cái đuôi nó khác vậy? Sao cái lô nó bự? Ừ, không biết nữa. Đó, cái kìa lấy đi chị. Đó, con bên này là bông màu đen nè, bông đen nè. Này cá sấu con. Con kia bông trắng. Ủa không phải không? Không biết, nói thiệt sự là nhìn không biết con gì. Có gì đâu, không có chữ nghĩa gì hết á, không biết con gì mà nói luôn. Này là con bồ nông. Bồ nông. Bồ nông chân xám. Để Kỳ Nhân Thanh mà lại để con này. Có gì mẹ? Có cua. Kỳ Nhân kìa. Cái bản là Kỳ Nhân Bình Dương nè. Để là Kỳ Nhân Thanh mà. Kỳ Nhân Bình Dương. Kỳ Nhân Bình Dương. Kỳ Nhân Bình Dương. Ôi mẹ. Kỳ Nhân Bình Dương. Kỳ Nhân sao mà hô con kia là chỉ sao với đau đó kìa. À xin lỗi.
Con rùa kìa. Nói chung là cái bảng người ta gắn vậy thôi nhưng mà kìa. Ông rồi mấy bạn ơi. Có kìa. 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 Này con chỉ đâu? Ai con gì đó? Ảnh minh họa ngoài thôi. Tụ họa ra rồi nước. Ai con? Con rùa nữa nè. Chị nhau. Con chỉ sao? Con rùa nè. Gà, gà chỉ. Rùa nó đang có nghĩa con rùa núi vàng này nó chu qua bên kia, hiểu không? Hiểu nè nè, con rùa núi vàng này chu qua bên kia. Đây nè, rùa núi vàng đây nè. Trời đất ơi. Nè, kiếm con rùa nãy giờ luôn. Trời ơi. Mẹ thấy con gì bự không mẹ? Rùa núi vàng ơi, nó nằm trước nè, đem thùng rùa nè. Cái tôi thì to, còn cái người thì ốm như con rùa. Nhưng mà cái bụng nó cũng bự. Ồ, đẹp chưa? Đẹp quá mẹ ơi. Cái đuôi hiện to cái này vậy là bóng tỉ đó, nằm góc này luôn nè. Sao đây con chút, hồi nhỏ mừng đi á, nó không có xòe vì bây giờ nó xòe. Ừ thì hồi đó nó còn nhỏ con. Chuồng nào cũng một con nằm trong góc vậy hay vậy ta? Bên kia cũng chuồng cũng con rùa này nằm vậy. Bên này cũng con rùa này nằm ở ngay góc này luôn. Rùa núi vàng. Con này là con rồng đất. Ở nó cụ thử gì vậy hả? Nè Kiwi, con này gọi con gì đây? Con tiền nhông. Sao cái bảng con rồng đất mà. Ở trên thì để con rồng đất nhưng mà xuống dưới này nhìn nó giống như con gì không biết luôn. Con rồng đất. À, ở trên bảng thì là để con rồng đất. Chơi đi. Mấy bạn này là đây. Đây là con chỉ sao. Rất nguy cấp nha. Mẹ ơi. Mẹ. Ừ. Góc này là góc không biết bao nhiêu năm mà nói luôn. Quá trời to luôn. Chúng thiện nó rồi. Ở đây con chim tự cả đó. Chúng ngồi thiện á. Chúng ngồi thiện. Ở dưới này mát lắm á tụi con. Chúng ngồi thiện với con. Mát quá trời luôn. Vọt. Ve sầu nó kêu quá trời luôn. Vọt Bình Dương nè. Vọt Bình Dương. Vọt Bình Dương. Ôi vọt đẹp quá. Vọt đẹp quá. Vọt đẹp quá. Đi khám bác sĩ rồi. Vọt đẹp quá. Vọt đi khám bác sĩ rồi. Ôi con vọt trắng đẹp quá. Ủa nó biến này con này hả? Vọt Bình Dương trắng quá đẹp. Yes, great. Chuồng một nơi mà cái con một nẻ. Rồi bên này nè. Hai đứa nhỏ này đi. Kè nó đang ngồi kìa. Nó ngồi làm gì vậy trời? Nó đang ăn cái gì ấy. À lâu lắm ăn lá này ta. Nó ngồi nó ăn nhăn vậy? Vọt không có, người ta để thả đỡ mấy cái con này vô á. Ở trên bên cái lớp kiến này mình nhìn vô mình cũng không có nhìn rõ được nữa. Không nhìn rõ được, tìm không thấy nó nằm ở cái góc nào luôn. Chỉ cái đường này mua quen nữa. Đường này vô khủng long. Đường này vô trại khủng long. Cổng này là cổng đi vô trong vườn khủng long. Khủng long làm bằng đá. Tôi nhớ hồi đó hay đi đường này lắm nè. Ừ, đường này nó mát. Tôi nhớ hồi đó hay đi đường này. Thôi cô dẫn cho đây mà cô kể lên cái con gì á. Đúng rồi. Bay khủng long mà còn nữa. Sen. Người ta xuống dưới bờ hồ sen người ta ngồi hóng mát nè. Con gì đây? Con gì vậy cô ca? Con trăng đất. Con trăng đất hả?
Đâu có thấy không? Nó đó con. Ui. Ô ghê quá. Nè là nó nè con nè. Nó đang cuộn lại nè. Nè ở trên nè con nè. Con nhìn thấy không? Thấy con ở dưới là cái gì vậy? Con dưới là con rắn đó luôn đó. Con gì vậy? Con rắn đó con. Cái đầu của nó đâu cô cả? Nó qua cái này khó thấy lắm. Con muốn nó dậy để mình coi. Sao nó dậy được? Có hai chân. Sao tôi giống như con khỉ vậy? Con vượn. Sao giống như con khỉ? Thì con vượn với con khỉ nó cùng họ với nhau cho nên con nhìn thấy nó giống rồi đó. Spider-Man gì? Trời ơi, nó bầu ơi. Cô ca kêu nó cho nó ấy đi cả. Ờ. Con này cái đuôi nó đẹp nè. Nó xòe hay ta? Con nghĩa đang xòe kìa. Ai công này nó đang biểu diễn nè. Kiwi nó xòe cái đuôi này đẹp không? Đẹp không? Bé nó biểu diễn. Biểu diễn hả? Kiwi thích nó biểu diễn không? Thấy nó xấu không? Không. Chứ làm sao? Nó đẹp. Nó đẹp lắm hả? Con này cũng... À, xếp xuống nè. Rồi. Rồi nó xếp đuôi nó lại rồi kìa. Hết. Hết biểu diễn rồi. Cái này đó là con gì đó kìa Mai? Đó là con ngựa. Con ngựa lùn. Đúng rồi, con ngựa mà nó là giống ngựa lùn đó. Nó lùn xỉn nè. Nó là cái giống vậy đó con ơi. Cái giống ngựa nó vậy á. Nó cao có nhiêu đây thôi nè. À, nó lùn ỉn vậy đó. Ê, nó đó, đó. Cái tóc của nó hả? Cái bờm, người ta gọi nó là cái bờm. Cái bờm như cái tóc con trai. Cái gì? Ui, nó phải to hả? Con là con đực ơi. Trời đất ơi. Đằng sau cái đứt của nó là cái gì nè? Cái tình yêu của nó. Trời. Bự không? Bự không? Quá trời bự. Nghe nó gừ không? Nghe nó gừ không? Nghe vậy. Nó quay lại. Quay mặt dơ rồi. Nó quay mặt lại. À, nó quay mặt rồi. Nó hết hình nhìn mình rồi. Giờ nó tí tí. Ê, chọc sao cho nó gà nó tấn công ta. Nó mệt vô. Quá rồi, nó nằm no, nó không thèm nó mấy nữa, nó nằm nó ngủ ngon lành luôn kìa. Con quỷ kia nó ngủ ngon lành luôn. Ê, nó ốm quá ha, tội nghiệp nó quá ha. Đâu ăn no chứ ốm gì. Hai con này nữa. Nhìn nó ốm kìa. Con hổ hả gì? Con mèo. Con mèo đúng rồi. Mẹ ơi. Con gì vậy? Con nhà cái gì? Con hổ. Con hổ trắng. Con hổ trắng đúng rồi. Ốm nhôm, ốm nhách. Thấy rồi. Thấy không con? Không. Nhìn nó ốm ha. Đó, con cặp trắng nè. Ốm nhôm, ốm nhách luôn. Chế quên nè. Mày, ớt kiwi. Cái này con gì? Con hổ. Con hổ tiếng Anh nói thì sao? Tiger. Đúng rồi. Đây là cái tấm hình. Kìa má, nó trốn kìa. Kìa má. Này, đi ra kìa. Ai. Nó tấn công á. Ủa mình ốm rồi. Đúng bự thiệt chứ. Con này bự nè. Khiếp thiệt chứ, con gà. Con ở trong này nó ốm nhô. Đi quay ra, đi quay. Má, con ở trước chồng nó ốm nhô. Nó. Rồi, rồi kìa. Đi ngang biểu diễn á. Thì những người mẫu đi hình vòng vừa đẹp. Đi một vòng đi vô show.
Catwalk. Catwalk. Rồi xong rồi đó. Con hồ hay con gọi là con cọp. Đây. Đây đi ra xong. Ông 30. Ok, ra đi. Ông 30. Con đi được. Lâu hai đứa vô rồi không? Thảo cầm viên này, công viên Tao Đàn, công viên Gia Định, công viên Hoàng Thân Thụ, Đầm Sáng đó là một trong những công viên có cây xanh là cái lá phổi của thành phố. Ô nó nằm quá lười. Coi nhà nó nằm cái tướng thấy ghét không? Nó quay đó kìa ba. Ba nó quay. Nó nằm quê á, quay mà nó lại lại đang ngồi thường. Có đúng không sao? Đây nó nằm nè, nó nằm cái tướng thấy ghét không? Trời ơi, nằm cái nết nằm nè, cái nết nằm mà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thật, mấy con này nhìn thấy tội quá. Y như nó bị chết rồi. Y như nó bị chết. Y như nó bị chết vậy hả con, đúng rồi. Tội nghiệp nó ghê á. Cái tội ha. Ô nó nằm bất động luôn á. Rồi rồi, hạ chân xuống mỏi quá rồi. Ô mình nhìn từ đây tới mình không có nghĩ nó là con sư tử luôn trời. Cái tội nghiệp thiệt. Ô mình nhìn cái tướng ở cái thế này mình nhìn lại tới mình không nghĩ nó là một con sư tử luôn á. Mẹ ơi, nhưng mà tại sao? Con kêu mẹ gì con nói lại coi. Con nói là sao sư tử nó không có cái dòng ở suốt trên mặt. Được không Lâm chứ? Nó nằm như vậy con đâu có nhìn thấy đâu. Tại vì nó nằm mà con thấy không? Hồi nãy con thấy nó đứng. Nó nằm con không thấy, đi qua hướng này coi còn con nào bên này không? Bên đó có không? Có con này à. Bên đó có không? Bên đây là con cá tuyết. Cá tuyết hả? Một con nằm trong, một con nằm ngoài. Ờ cái bà cáo nằm nhỏ xíu một xíu nè. Nó nằm đứng dậy đi. Nó nằm ở xa lắm. Nói nè. Mấy con tuốt ra trong kia kìa. Một con trời vẫn còn nhớ tới cái con sư tử nãy thấy tội nghiệp nó quá. Thấy nó gì nằm nó gãy như con chó luôn, nó đưa cái chân lên sao mày. Sao con nào nó cũng nằm hết chứ, nó mệt mỏi quá rồi hay sao á. Chắc nắng nóng nực quá rồi nó mệt quá hay sao á. Cái này là tới chỗ khu vui chơi của mấy bạn nhỏ rồi. Mấy bốn giờ. Cái khu trò chơi của mấy đứa nhỏ nè. Nè anh em, đi với Mai chơi lắm đi không? Mua vé cho đi nè. Ba đứa rồi. Nó chỉ la khúc mà nó rơi xuống á. Hạ được cao. Không dám thì đừng có mở mắt ra, cứ nhắm chặt mắt lại là đỡ sợ. Cứ nhắm chặt mắt lại đừng có nhìn. Kìa bắt đầu quay ngược nè. Ủa thấy nó quay chậm, bây giờ quay nha. Cái này là trò chơi cảm giác mạnh mà con. Cảm giác mạnh à. Quay cho mặt không? Chơi, chơi một lần cả đời hết dám chơi. Chơi. Nó không bằng cái trò mình chuyển nó quay gì vòng rồi. Nó quay rồi. Bữa cái đó, nó chơi với bạn cái đó là chưa cầu tàu lượng mà lượng vòng tròn luôn á. Nó cứ ừ, vậy, đúng rồi, nó cứ hạ xuống.